Hello mọi người, mình Blue đây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một con game mới tên là Forgotten Runeverse của đang chạy trên mạng Ronin nha. Thì con game này hiện tại nó đang là bản Open Beta Test, tức là bản test thứ hai, bản test Public á. Thì ngày trước đã có một bản test là cần code để chơi, bây giờ hiện tại là Public luôn. Thì con game này hiện tại thì nó vẫn đang xoay quanh cái việc là Play to Airdrop và mình có thể farm ra NFT từ trước ha. Thì đầu tiên mình sẽ nói đến vấn đề đầu tiên là làm để kiếm Play to Airdrop. Thì cái game này á, nó sẽ là làm tất cả mọi thứ để earn cái gọi là donut. Đó, mọi người thấy cái donut này không? Thì nó sẽ có những cái cách kiếm donut như sau. Đầu tiên là Daily Donuts này. Đó, thì ở đây thì mọi người sẽ cần kết nối ví Ronin của mình vào điểm danh hàng ngày để nhận được cái donut free. Thứ hai là đến cái quest. Cái quest này á, thì mỗi ngày nó sẽ cho mình một cái quest. Ở đây, ví dụ như cái ngày đầu tiên là Blue Dream. Đó, cái quest thứ hai thì mỗi ngày nó sẽ cho mình một cái quest và nó sẽ hiển thị cái vị trí của cái con NPC nhận nhiệm vụ. Như hôm nay là con này ở ngay cái trong thành chính thôi. Thì đến đây nói chuyện với nó là xong nhiệm vụ luôn. Và tất cả những ngày tiếp theo thì cứ như thế mình dựa vào cái này để mình làm. Thì sẽ được những cái donuts để mình có thể dựa vào đó để được Aerob ha. Và tiếp theo là Adventure Quest. Thì ở đây nó sẽ rất dễ dàng thôi. Những cái nhiệm vụ nào sáng lên ấy, là những cái nhiệm vụ mình có thể làm được. Thì ví dụ như ở đây này, có Zone Forgotten Rune Discord này. Thì mình chỉ việc ấn vào mà mình zone, thế là xong thôi. Rất là đơn giản đúng không? Hay là như là Retweet này, xong rồi Watch the Channel này, Retweet Forgotten này, các thứ. Đó. Rồi tiếp theo là đến cái Temple này. Cái Temple này á, thì mọi người cần phải kết nối ví vào cái nick bên làm quest lấy donut này của mình. Đó, sau khi mà kết nối ví á, thì nó sẽ chung với cái ví mà mình chơi game á. Thì khi sau cái quá trình mình chơi game mình được những cái thẻ này á, thì mình sẽ vào cái temple này, mình bỏ cái thẻ mình vào trong này. Đó. Đó. Thì nó sẽ cho mình cái dương. Cái dương này thì mình sẽ mở một trong ba để kiếm được cái số donut ngẫu nhiên ha. Đó, đây là mình cái cuối nhất rồi. Đó, thì mình sẽ được 89 half eaten donuts. Thì sau đó thì mình sẽ vào cái phần này, phần my donuts này. Thì đây là nó sẽ hiển thị tất cả những cái donuts và những cái card của mình kiếm được trong game. Cái card này thì để sử dụng ở trong phần temple ha. Rồi cuối cùng là phần refunal. Thì đây là cái mục link mời để cho mọi người bạn của bạn có thể tham gia được. Và cái phần làm lấy donuts này nó sẽ khác hoàn toàn cái phần game nha. Thì hai bên nó sẽ có hai link khác nhau. Thì mình sẽ để hai cái phần link đó ở dưới phần mô tả video để cho mọi người tham gia ha. Rồi tiếp theo là vào trong game. Thì đối với trong game thì mình có kiếm được donut bằng cách nào? Thì đầu tiên tức là kiếm thẻ đó. Kiếm cái thẻ để mình có thể làm ở trong phần temple á. Thì để mà kiếm được thẻ thì mọi người cần làm nhiệm vụ ha. Cứ mỗi một nhiệm vụ hoàn thành thì mình sẽ được min một cái thẻ ngẫu nhiên. Thì mình ấn vào cái góc bên trái này. Rồi ấn vào cái rương này. Rồi thì tất cả những cái thứ mà mình muốn min thành NFT thì nó đều ở đây. Bao gồm cả thẻ, đây là những cái bản vẽ đồ đạc này. Đó, rồi đây là thẻ ha. Thì khi mình min, mình làm xong nhiệm vụ thì nó sẽ xuất hiện một cái thẻ ở đây và mình sẽ ấn min ở đây ha. Sau khi min xong á, thì nó sẽ hiện là View in Market này. Đó. Ok chưa? Thì mình sẽ giới thiệu sơ qua, đây là map thành chính. Và map thành chính nó sẽ là map này ha. Hego Wizards. Đó. Thì ở đây nó sẽ bao gồm tất cả những công năng của game. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu từng cái một ha. Rồi khi mà đi sang ở bên phải thì mình sẽ thấy cái Magia Workshop. Thì đây là cái nơi để chế skill. Thì mình sẽ đi vào trong, mình ấn vào cái dấu mũi tên này mới vào nha. Thì trong quá trình chơi game và làm nhiệm vụ thì mình sẽ kiếm được những cái bản vẽ skill. Và muốn chế được skill á, thì mình cần vào cái máy này. Mình ấn vào, mình ấn Open Book này. Rồi ở đây thì nó sẽ hiện những cái skill mà mình có thể học được. Đó, như ở đây này, Wonderful. Đây ở đây những cái không học được thì nó sẽ hiện hỏi chấm ha. Và những cái mình đã bỏ bản vẽ vào rồi thì nó sẽ hiện những cái có màu này. Còn những cái không màu và không có dấu hỏi chấm thì là những skin mình đang có bản vẽ và mình chưa học. Thì mình chỉ việc click vào và mình ấn cái dòng này. Đó, mình yes. Đó. Thì sau khi như này xong rồi á, rồi thì mình sẽ bỏ hết bản vẽ vào ha. Đằng nào mình cũng phải học từng cái một rồi. Đó, sau khi mình bỏ hết vào đây rồi thì mình x ra và mình đi lên phía trên này. Đó, thì mình sẽ ấn vào cái hình kim cương này ha. Thì ở đây nó sẽ hiển thị những cái skill mình có thể chế được. Đó. Và những cái skill là mình chế rồi thì mình đừng có chế nữa nha. Bởi vì là nó vẫn hiện ở đây đấy. Rồi thì cần khi mà cần chế skill á,
thì mình sẽ cần cái cost, thì mọi người ấn vào đây. Đó, mình sẽ cần những cái nguyên liệu này. Và những cái nguyên liệu này thì sẽ kiếm ở ngoài map, và mình sẽ chỉ rõ hơn cho mọi người ở qua khi mà mình qua từng map ha. Đó thì mình khi mà mình cần thì mình chỉ chế thôi. Ở đây thì mình sẽ chế một cái skill cho mọi người xem ha. Mình cần chế một cái skill đây. Đây là mình tạo một cái skill cho bản thân. Sau đó là deal một số dam physical dam, là dam vật lý cho cái target ha. Thì mình sẽ dùng cái này. Đó, mình sẽ chế thì mình sẽ mất một số nguyên liệu như này ha. Đó. Rồi, như vậy là mình đã chế xong một cái skill ha. Thì sau khi chế xong thì mình cần phải đeo skill lại, thì mình ấn finish ra. Rồi thì mình ấn C lên này. Bật C lên này thì ở đây có cái giao diện túi và nhân vật, thì mình chọn giao diện nhân vật ha. Mình ấn vào cái mục skill này. Đây là cái mục ở giữa này. Thì mọi người hãy nhớ ha, cái skill vừa rồi là hình gì. Nếu mà hình cây kiếm thì mình sẽ đeo ở ba cái ô dưới. Ba ô dưới này là những cái skill mà cần cái lượt tơn để hồi. Còn những cái skin cục đá này thì mình sẽ không cần tơn nào để hồi cả, mà mình sẽ đánh được liên tục. Và mình vừa chế một cái skin là cục đá. Đó, thì mình sẽ ấn vào trên Crystal ha. Đây, và đây là cái skill của mình. Thì ấn equip thôi. Thế là xong rồi. Ok, tiếp theo là đến mục chế đồ ha. Chế đồ thì nó cũng tương tự như chế skill. Thì mình cũng cần phải làm nhiệm vụ hoặc là đánh quái để rơi ra bản vẽ. Và tiếp theo là mình sẽ đi đến cái nhà để chế cái skill, à chế cái đồ để mình đeo ha. Đó thì mình đi vào cái nhà fork này, ngay phía trên cái nhà chế skill thôi, lại ấn vào mũi tên. Thì tương tự như cái nhà dưới, nhà chế skill thì mình vẫn phải bỏ bản vẽ vào đây trước ha. Mình vẫn cần phải bỏ bản vẽ vào đây. Và những cái nào nó sáng lên thì là mình sẽ bỏ được bản vẽ đây, như cái này. Là quick rope này. Đó thì mình cần bỏ bản vẽ vào đây ha. Hay là cái kiếm. Đó. Và cái đồ đạc ở trong game này thì nó sẽ chia làm 3 loại. Một là mũ, hai là giáp và ba là cái vũ khí. Đó, sau khi có bản vẽ rồi thì mình ấn vào đây. Rồi mình sẽ chọn cái đồ mà mình muốn chế và mình xem nguyên liệu của nó là gì. Nếu mà đủ rồi thì mình sẽ chế luôn. Còn nếu mà không đủ ấy, ví dụ như cái iron này, mình chỉ có 2 trên 12 thôi. Tức là mình đã kiếm được ở đâu đó hai cái rồi. Thì mình lúc đó mình ấn túi đồ lên. Thì mình sẽ tìm cái iron này. Thì ở đây nó sẽ hiện tất cả các map mình có thể kiếm được cái iron đó. Đó, thì mọi người nhìn này, đây là The Hero Mage này, The Sport Fan và The Must. Thì mình x ra, mình đi ra ngoài. Mình đi ra ngoài ha. Thì mình sẽ bật mờ lên để mình tìm những cái map đó. Đó, mình bật mờ lên này. Thì mình sẽ tìm những cái map này. Đây là The Hero Mage này là có này. The Must cũng có này. Hay là The Sport Fan này cũng có này. Đó, thì đơn giản là như thế thôi. Và rồi, tiếp theo. Và vừa mình ở đầu video mình có nói game này hiện tại đang xoay quanh hai cái kiếm là Play to Earn Rope bằng cách kiếm donuts, và hai là cách làm ra NFT là sẽ bằng mana nha mọi người. Thì mana mình kiếm bằng cách nào? Đầu tiên là mình dùng cái link mời bạn. Đó. Thì khi mà mỗi người bạn làm thành cái nhiệm vụ tuân thủ thì mình sẽ được 50 mana. Đây mình ấn B, mình ấn cái túi đồ lên. Đây là cái mana ha. Thì cái mana này để làm gì? Là để quay đồ, thì bước sau mình sẽ chỉ. Và tiếp theo là cái bước là làm sao để kiếm mana bằng cách phân giải đồ trong game ha. Thì mình đi vào cái temple này. Đó, cái nhà có temple là ở phía tay trái. Đó, thì mình đi lên. Mình gặp cái con này ha. Rồi, ở đây thì mình sẽ có, đây là quần áo này. Đây là rope này. Ở cái này là mình không dùng nữa này. Thì mình ấn vào đây. Đó, mình ấn chọn cái này ha. Thì đây, mình chọn cái này. Nó hiện lên ở đây rồi. Thì mình chỉ vào đây. Mình bỏ vào đây. Hay là những cái viên ngọc. Đó, như những viên ngọc mình dư nếu mà mình không dùng á, mình sẽ cũng bỏ vào như thế. Hoặc là đây là những cái quần áo và những cái rương hỏi chấm. Nếu không dùng thì mình bỏ ở đây. Và total mana của mình sẽ là nhận lại được 1 khi mà mình phân giải nó ra. Thì mình ấn make offer này, nó sẽ phân giải và mình nhận được mana. Đó, đến 13 mana rồi. Và đồ càng cao càng xịn thì mình phân giải sẽ được càng nhiều mana ha. Rồi tiếp tục, sau khi có mana rồi thì mình sẽ sử dụng ở đâu? Rồi thì mình cùng đi ra ngoài map. Thì mình sẽ đi từ cái nhà temple này, mình đi xuống bên dưới ha. Đó, thì mình sẽ nhìn thấy cái nhà bên này. Đó, cái nhà mà có 4 cục xanh đỏ tím vàng đây này. Thì mình sẽ ấn vào. Và ở đây, mình sẽ có những cái dương này để mình dùng. Mình tích càng nhiều mình... Đây là 50 blessing, 50 mana cho 1 lần, 500 cho 10 lần, và 50 lần thì mất 2500. Thì mọi người sẽ blessing ở đây. Để kiếm những cái vật phẩm như là hòm skill này, hòm bản vẽ đồ bậc cao như kiểu là Epic Legend á. Thì mọi người có thể min ra. Đó, min ra thì như vừa nãy mình chỉ rồi. Ở trên cái góc trái phía trên này, nhớ một cái dương. Thì đây là những cái dương. Đây, ví dụ như cái dương này, dương bản vẽ cái đồ uncommon. Đó,
mình có ở đây thì mình có thể min ra, mình min ra rồi nha. Và mình sẽ view được trên market này. Đó, thì đây chính là cái của mình ha. Cái này là cái màu xanh thôi, không phải cái màu tím rồi. Đó. Cái màu tím thì nó sẽ có giá hơn, còn đâu cái màu xanh này thì nó rẻ lắm, nó chỉ 0,12 đô thôi. Đó thì tương tự cách thì cách chơi của nó là như vậy. Thì sau khi đây là sau này là một cái tip, số tip cho mọi người ha. Thì sau khi mọi người hoàn thành tân thủ rồi và mọi người biết những cái việc mình cần phải làm trong game này rồi, tức là kiếm donut và kiếm mana rồi ha, thì mình bắt đầu sẽ đi farm. Khi mình làm xong tân thủ thì mình level 1 thì mình sẽ bắt đầu chạy ra cái map level 1 này. Thì và một điểm lưu ý nhá, đây là game đồng đội cho nên là mọi người sẽ cần có những người bạn để chơi ha, và tốt nhất là 4 người cùng chơi với nhau. Thì mọi người sẽ PT nhau vào, thì mọi người PT nhau bằng cách là ấn xuống bên dưới này. Sau đây mọi người tìm tên ha. Sau khi tìm ra tên thì ấn invite, xong mọi người cùng bay ra một map này. Mọi người cùng làm nhiệm vụ. Thì mỗi khi mọi người đến một cái map mới thì nó sẽ có hai nhiệm vụ ha. Thì những cái con NPC nó đứng xung quanh cái điểm mọi người tele đến. Đó, ở đây mình làm rồi cho nên nó sẽ không hiện nữa, thì nó sẽ thường nó sẽ hiện dấu chấm than ha. Thì mình sẽ đến đó mình nhận nhiệm vụ. Đây, mình sẽ ví dụ luôn. Mình sẽ đến cái map. Đến cái map level 15 ha. Bởi vì mình làm hết rồi. Rồi, đến map level 15. Thì mình sẽ nhận nhiệm vụ ở đây, thì nó sẽ có nhiệm vụ đánh những cái con quái ở trong này và nhiệm vụ đánh những con boss ha. Thì đây, đó, mình đi loanh quanh này thấy có nhiệm vụ này, thường nó sẽ có hai nhiệm vụ ha. Đây. Thì sau khi nhận nhiệm vụ rồi thì mọi người hãy ấn vào cái quyển sách ở với góc dưới này. Đó, nó sẽ hiện nhiệm vụ new này. Xong mọi người ghim nó lên này. Thì ở đây nó sẽ bắt mình kiếm 25 cái sát, cooling sát và 5 cái cooling ember. Rồi, đến cái bước mấu chốt đây này. Trong này quái nó sẽ chia làm hai loại, một quái loại quái thường và một loại quái màu đỏ á. Thì mọi người đánh nhiều mọi người sẽ quen ha. Mọi người đi vào mọi người click vào quái á. Thì sẽ có những cái loại quái nó chỉ rơi ra ember và có những cái loại quái nó chỉ rơi ra sát, và có những cái con quái nó sẽ rơi cả hai. Thì ở đây mình sẽ đánh ví dụ cho mọi người xem một con ha. Thì cái cơ chế đánh của nó là cái khi cái nhân vật của mình nó chạy đến cái chỗ màu xanh đậm này á, thì mình sẽ bắt đầu được dùng skill bằng cách là 1 2 3 4, đó, theo thứ tự. Đó thì và mỗi lần khi mình chạm vào cái màu xanh này đấy, thì nó sẽ tính là một turn ha, và có những cái skill nó yêu cầu mình có những cái turn để hồi như là 3 này. Sau khi mình chạm vào cái màu xanh này thì nó sẽ còn 2 này, đó. Thì đây là cơ chế đánh của nó ha. Sau khi mình đánh xong một con quái thì mình sẽ nhận được thưởng, và đây là con quái cùi ha, thì nó sẽ rơi ra sát. Đó. Và cái nhiệm vụ của mình nó bắt là 25 cái sát này và 5 cái ember. Ember thì nó sẽ màu xanh lá cây ha. Thì mình sẽ làm, mình sẽ bật B lên để cho mọi người xem ember nó sẽ màu gì nha. Đây, thường thì đây là cái sát này. Đó, những cái sát này. Và những cái ember thì nó sẽ màu xanh lá cây như thế này. Ok chưa? Thì sau khi mình kiếm đủ 25 sát và 5 ember thì mình sẽ quay lại đây và mình trả nhiệm vụ ha. Và sau khi kiếm đủ á, thì nó sẽ cũng sẽ hiện ra cái dấu chấm than ở cái chỗ nhiệm vụ để nó báo cho mọi người là mọi người đã xong nhiệm vụ rồi. Thì mọi người sẽ quay lại và mọi người sẽ trả nhiệm vụ. Thì mình sẽ nhận được những cái bản vẽ đồ đạc hay là những cái bản vẽ skill ha. Thì đó là cái cách kiếm skill và đồ đạc. Hoặc là mọi người có thể đánh quái, đánh boss nó sẽ rớt ra ngẫu nhiên nhưng mà tỷ lệ nó sẽ khá là thấp. Và khi PT thì nó sẽ có tỷ lệ rớt cao hơn á. Cho nên là mọi người cần... Và mình sẽ nhắc lại một lần nữa, đặc biệt đây là game rất cần đồng đội. Không có đồng đội thì mọi người không thể chơi được. Và nhất là những con boss ha. Rồi đây là cái nhiệm vụ là đánh những con crab. Còn nhiệm vụ đánh boss á, thì mọi người sẽ lại đi loanh quanh mọi người kiếm con NPC. Cái map này thì mình chưa quen, mình chưa chỉ được ha. Mình sẽ chỉ cái map khác cho mọi người. Rồi sau khi mà mình làm xong nhiệm vụ đấy thì mình sẽ còn một cái nhiệm vụ đánh con boss nữa. Và đánh con boss nó sẽ cho mình rất là nhiều đồ ngon ha. Thì những cái map này á, nó sẽ có những con boss ở mỗi góc. Thì mình ở đây mình sẽ chỉ cho mọi người ví dụ ha. Đây mình sẽ đi này, mình sẽ di chuyển này để mình tìm con boss cho mọi người này. Và mọi người đừng quên ở trên cái map này nó sẽ có rất nhiều cái nguyên liệu. Nó sẽ hiện là cái màu tím ở trên map này. Thì mình sẽ cần thu thập. Và một lời khuyên của mình là mình sẽ thu thập tất cả những nguyên liệu mà mình nhìn thấy. Để làm gì? Để khi mà mình chế đồ á, thì mình thiếu cái nguyên liệu gì mình chỉ việc vào B và mình xem là nó ở map nào mà thôi. Mọi người hiểu ý mình không? Bởi vì là mình sẽ không thể thuộc được những cái từng cái nguyên liệu nó ở những cái map nào. Mà khi mà mình làm bằng cái cách theo cái cách của mình ấy, là gặp nguyên liệu gì mới mình cũng thu thập hết. Thì đến lúc đó mình thiếu ấy, thì mình chỉ việc vào B này, vào ba lô này,
Đó, mình ấn vào để mình thì mình sẽ biết là ở cái map nào có cái nguyên liệu. Ok chưa? Đấy là cái cách dễ nhất để mọi người có thể kiếm được nguyên liệu rồi. Ở đây là mình đang đi tìm boss ha. À đây. Đó, thì sau khi mọi người đi loanh quanh á thì mọi người sẽ gặp những cái boss ở những cái góc này. Thì những con boss này thì khuyến nghị mọi người là cần 4 người để đánh ha. Mọi người hoàn toàn có thể spam giết con boss này để kiếm những cái nguyên liệu từ vàng đến xanh nha. Nó sẽ bao gồm tất cả cái nguyên liệu mà mọi người có thể kiếm được á. Thì đây là cái cách nguyên farm nguyên liệu nhanh nhất. Rồi, ok. Rồi. Và phần cuối cùng của video thì mình sẽ hướng dẫn mọi người kiếm một cái bộ đồ samurai ha. Và mình cũng đang chưa làm đâu, và mình đợi mình làm để làm cùng mọi người để mọi người có thể kiếm được cái bộ đồ này á. Rồi. Sau khi mọi người làm nhiệm vụ từng map đến cái map 68 này thì mọi người có thể nhận nhiệm vụ. Đây, mọi người nhận nhiệm vụ ở cái map 68 này ha. Đây mọi người đi sang theo phía mình này, đi sang phải sang, à, đi sang trái xong đi lên trên. Đấy, mọi người sẽ nhập một cái con NPC này, lúc mà nếu mà chưa nhận nhiệm vụ nó sẽ hiện cho lớn than ở đây. Đó thì mọi người nhận nhiệm vụ ha. Thì nó sẽ ra nhiệm vụ là cái này, ở ghim lên này. Ở dấu cộng là ghim lên ha. Sau khi nhận nhiệm vụ này rồi thì mình sẽ tele lại sang map 12 14 ha. Rồi, sau khi sang map 12 14 thì mọi người lại đi theo mình này, đi sang phía bên trái và sẽ hướng xuống dưới. Ok, đi này. Rồi đi lên trên qua cầu này. Mình phải né con này ra cái. Rồi mình chạy là mình đi sang phía bên tay trái nha. Đi mắt trái luôn này. Đây là bộ samurai nha mọi người, trông cực kỳ ngầu. Nhưng mình cũng chưa biết là nó cộng cái gì ha. Bởi vì trong game này á, nó sẽ chia ra làm hai loại đam là đam magical và đam physical. Và mình thì đang theo physical ha. Cho nên là nếu mà là bộ của physical thì ngon, còn đâu bộ magical thì có lẽ là mình để dùng sau. Vì hiện tại mình đang theo đam vật lý. Đó. Rồi, sau khi đến đây rồi mọi người sẽ đi xuống dưới cho mình. Đó, lại đi xuống dưới này. Xong lại đi sang bên trái này. Xong lại đi xuống dưới tiếp. Rồi mình sẽ vòng sang bên phải, mọi người thấy cái dấu cái con nói chuyện ở đây không? Đó. Đây, mình sẽ gặp con này. Rồi mình sẽ nói chuyện với nó. Rồi, xong rồi nha. Xong rồi thì mình sẽ lại quay lại cái map. Cái map 612 này, Dislake England này để mình nói chuyện lại tiếp với cái con người cây kia. Đây là con cây cái nha. Và bây giờ mình về mình lại kể lại với con cây đực là con cây cái nó đã nói cái gì đó. Ok thôi. Hai con cây yêu xa thế. Rồi đây. Và mình lại nói chuyện với con cây này. Rồi. Sau khi nói chuyện với con cây này á, người ở đây. Mình sẽ lại check in with Tommy at the encampment for a reward. Thì mình sẽ lại quay về cái map thành chính nha. Đây, đây là encampment này. Đó, mình sẽ quay về cái map này. Thì thường mới đối với người mới vào thì thấy cái nhiệm vụ ở trong cái map này nó rất đơn, nó rất là rắc rối ha. Nhưng mà khi mọi người chơi á, mọi người sẽ thấy nó đơn giản thôi. Và bây giờ mình sẽ đi tìm con NPC đó, mình chưa biết là ở đâu ha. Bởi vì đây là lần đầu mình làm cái nhiệm vụ này. Đây. Đây, là ở thành chính và đi xuống phía dưới hướng SW ha, à SE. Thì mình sẽ gặp hai con cây đứng với nhau. Đó, thank you các thứ. Đó, và mình sẽ nhận được một set đồ này. Đấy, một cái vũ khí, một cái áo, một cái mũ thì mình đã check luôn ha. Vào B này, vào cái phần bản vẽ này. Một cái vũ khí là cái cây quyền trượng này. Ủa. Nếu mà enemy Wonder gain 26 30% mai này. Enemy debuff thì sẽ gain 26 35% mai. Ủa, cái vũ khí epic ngon thế. Rồi, tiếp theo là đến cái áo. Cái áo là đây là LCK là tăng 10%. Ui, quá ngon luôn. Đây là tất cả chỉ số luôn đấy. Và gain 25% strong, quá ngon luôn. Mình đang cần cái đồ tăng strong. Tiếp theo là cái mũ tăng crit chain và hai dòng ẩn. Đó. Thì ở đây mình sẽ cần xem mình thiếu cái gì này. Đây là mình thiếu titanium. Rồi, tiếp theo, cái này mình vẫn thiếu titanium. Và cái vũ khí thì sao? Vũ khí mình kiếm khá nhiều thứ. Đó, như là thiếu pai này. Thì mình sẽ lại đi tìm xem pai nó ở đâu. Đó, pai là ở Dislake England này, Rapper Pack này, Raptor Pack này, đó. Và đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ cho mọi người về con game này ha. Và mọi người hãy nhớ rằng hãy tham gia Discord của Smurf ha.
Bởi vì trong này á, thì mọi người sẽ nói chuyện về tất cả những cái con game, trong đó có cả Forgotten. Thì mọi người nếu mà không hiểu biết gì á, hay là còn thắc mắc cái gì, còn hay là mắc ở nhiệm vụ gì, thì mọi người có thể post ảnh lên đây mọi người hỏi, hoặc là mọi người có thể vào room như này để mọi người hỏi, mọi người live stream màn hình lên, mọi người khác sẽ chỉ trực tiếp cho anh em ha. Và đừng quên like, subscribe để ủng hộ cho kênh YouTube của mình phát triển ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp mọi người ở những cái video tiếp theo. Bye bye.